Shadow là úi giời ơi, đầu hói nằm đường chân tóc, hói tới nơi rồi. Công nhìn nhé, đấy. Vâng, đường chân tóc đấy, tóc thì toàn tóc tơ thôi, toàn tóc con thôi nhé. Hói thì chưa hói hẳn nhưng mà rụng tóc thì rất là nhiều. Mà tóc con nó mọc lên thì tổ tổ này. Để mà quay cái clip này tôi phải nín gội 3 ngày. Vâng, 3 ngày. Đấy ui, có ở gầu này. Thôi, nói chung là clip ngày hôm nay chúng ta được tài trợ. Tất cả sản phẩm ngày hôm nay bao gồm có 2 chai, 1 chai dầu gội, 1 chai dầu xả và một lọ dưỡng tóc của Black Tusk Season. Đây là chai dầu gội không ạ? Không biết là chai nó màu xanh hay là cái xà phòng bên trong nó màu xanh nữa. Dầu gội Black Tusk Season Beauty and Collagen ngăn gầu, chống rụng tóc 100% organic. Làm phát nhỉ? Bước 1 làm ướt tóc. Vâng, tóc bơi trong khi ướt nó chỉ còn nó rúm như này. Bước 2 lấy một lượng, ui giời, tóc rụng này. Lấy một lượng xà phòng vừa đủ lên tay. Xà phòng nó màu xanh thật này. Tôi tưởng cái chai nó màu xanh cơ. Quẩy lên em ơi. Bình thường tôi sẽ không bao giờ gội đầu đứng như này đâu. Mà thôi, đây là một chiếc clip mang giá trị quảng cáo cao, cho nên là các ông có thể tận hưởng. Enjoy the moment. Chọn vui mà. Vâng, bước thứ hai là bước xả đấy. Tôi nghĩ lần này là chắc là đủ. Nào, phết lên. Dễ thấy là tóc tôi bây giờ nó hơi bị mượt quá đâu ạ. Không gội thì thôi, gội cái thì nó lại bị mượt quá. Nó lại ảo thế nhỉ. Ảo thật đấy. Thôi rồi, chấm điểm nhanh cho em cặp dầu gội này, bao gồm cả dầu gội và dầu xả thì tôi nghĩ là nên dùng. Công nhìn tóc tôi đi. Nó bông như là ruốc vậy, trời mẹ. Thực ra là nó còn một chai nữa đi kèm cả cái bộ được tài trợ, chai tinh dầu cắt tóc. Mà tôi nghĩ là bây giờ là 11 giờ rồi nên là thôi, mai, sáng mai. Mà tôi nghĩ là nếu như mà cái bộ kia mà tốt ấy, thì cái này chắc cũng tốt thôi. Công nên thử. Vâng, xin chào mọi người phần after credit, nơi mà hôm nay tôi chẳng review gì hết ngoài ngồi ăn mì không ạ. Đấy thôi, hết tweet rồi đấy.